Chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ nói với các bạn là một loại keo dán giày này á, thì nó làm cho mình rất là vui bởi vì mình kiếm nó rất là lâu rồi. Ngày xưa mình hay sử dụng loại keo như keo dán sắt hay là keo của keo con chó hay là keo bình minh các bạn. Thì thường dán giày nó dễ bị xúc lắm, dán thời gian nó lại xúc nữa. Thì vô tình mình thấy loại chuyên nghiệp này làm rất là tốt, nó hoàn thiện rất là tốt các bạn. Nó có những cái cách để bơm keo rất là nhỏ, gọn và bơm vào những khe nhỏ rất là hay. Và mình đã đưa em nó về từ Lazada nha các bạn. Và cái sản phẩm này với cái giá là chỉ có một cái tiếp keo chỉ bằng một cốc trà sữa thôi các bạn. Hai mình mua tổng cộng là hai tiếp nha. Hai tiếp là hai coi như là bằng cái hai cốc trà sữa thôi. Nhưng mà cái hiệu quả rất là cao. Thì con trai mình có một đôi giày, thì giày thể thao của hãng Nike thì nó bị xước cái đế đi. Tại vì mang bị ẩm đó, bị xước cái đế thì bây giờ mình bỏ rất là uổng. Thì có mua loại keo chuyên nghiệp này về để thử nghiệm cho các bạn xem cái hiệu quả cái dán như thế nào nha. Để mình mở cho các bạn xem nè. Và đầu tiên mình thích nhất là cái phần vỏ hộp, nó làm rất là chuyên nghiệp nha, rất là tốt, hoàn thiện rất là tốt. Tại vì những cái tiếp này mình cứ nghĩ là nó dùng chất liệu bình thường, nhưng mà mình thấy cái tiếp nó làm rất là chất lượng, giống như tiếp kem đánh răng các bạn, mà làm bằng cái nhựa bóng ha, và nó có cái đầu trắng. Và sản phẩm được kèm theo là mỗi tiếp là hai cọng dây thun tặng kèm nha các bạn, và có cả giấy nhám để chà đôi giày nữa các bạn. Thì hai cọng dây thun này á, là để cố định cái đầu giày và phần đế giày để không có bị trượt nha các bạn. Tại khi dán vào á, thì chúng ta cần phải cố định cái phần đế và phần kết dính với lại với nhau, nó không có bị trượt. Và phần giấy nhám này á, đương nhiên là để chà những cái phần mà keo cũ nó chưa tróc ra, mình chà cho nó tróc hẳn nha các bạn, để tăng độ bám dính nha các bạn. Vấn đề này rất là quan trọng. Thì cái keo nhám là chưa đủ nữa các bạn, cái này bạn có thể mua thêm giấy nhám để chà cho kỹ nha. Và đồng thời mình nói rõ các bạn ở đây là cái hai cái tiếp này á, thì mình review một tiếp thôi, cầm cái cho các bạn dễ hình dung ha. Rồi ở đây trên tay mình nè các bạn, nó có một cái hình ha, cái hình người thợ đóng giày ha. Ở đây nó ghi là công nghệ Nhật Bản ha, thương hiệu là Simo. Đấy, nó có phần hướng dẫn sử dụng, mình tóm tắt thôi. Tức là chúng ta là cần phải vệ sinh cái bề mặt thật là tốt, hai bề mặt và check keo và cả hai bề mặt luôn. Và cần phải để cho nó cố định phần keo nó khoảng chừng 1-2 phút để nó coi như là nó kẹo lại, nó dễ dính đó các bạn. Rồi, chúng ta mới dán. Ở đây có phần đầu keo, mình cho các bạn xem phần đầu keo nè. Cái đầu của tiếp keo nó có một cái lỗ rất là nhỏ để chúng ta có thể len lỏi vào những cái khe nhỏ của cái đôi giày á. Đó, và chúng ta sau khi sử dụng xong chúng ta có thể đậy lại, giúp cho keo chúng ta không có bị khô cứng và không sử dụng được. Đó, chúng ta có thể tái sử dụng được hũ keo được nhiều lần. Có thể dán được 2-3 đôi giày với một tiếp keo như vậy ha. Và đây là phần giấy nhám. Giấy nhám này không được nhám lắm, dạng nhám mịn đấy các bạn. Các bạn có thể mua thêm. Đấy, bây giờ đến phần giày. Mình sẽ cho các bạn xem phần giày nha. Thì cái tình trạng đôi giày này á, thì nó xước hoàn toàn nha các bạn. Xước hoàn toàn cái phần kích dính giữa phần vải và phần đế giày cao su. Ở bên trong thì nó vẫn hoàn thiện, vẫn là tốt, chưa có bị tróc gì hết, chỉ tróc phần đế thôi. Mà tróc là tróc nguyên con, nguyên cục luôn nha các bạn, nó không tróc một phần. Đó, một đôi kia thì nó tróc một phần thôi, phần nửa. Đến 50% coi như là dạng như đôi giày này dạng hơi bị nặng đó các bạn. Để coi cái keo Simo này có thể trị được không ha. Thì mình sẽ thử thách nha các bạn. Mình sẽ làm thử cho các bạn xem để các bạn có thể biết được đôi giày nặng như thế này có thể trị bằng keo Simo hay không. Thì đầu tiên mình phải vệ sinh hai lớp mặt, tức là cái mặt phần kết dính á. Đã đầu tiên mình lau bằng vải ha, một miếng vải đồ lau cũ của bạn á. Các bạn lau cho nó khô hẳn hoàn toàn nha, đừng để ẩm và sạch bụi đi, không để bụi bẩm. Nếu các bạn kỹ thì bạn có thể chà bằng giấy nhám nhiều hơn xíu cũng được. Thì mình làm đại khái cho nhanh cho các bạn thôi. Mình vẫn dùng cái vật dụng cứng cứng các bạn. Có thể cái nào cũng được, cái này thì mình ý tưởng thêm thôi. Là các bạn dùng những cái loại dao cũ hay là gì cứng cứng á, các bạn khựa cho lớp cao su này có cái độ sười. Đấy, giống như các bạn thấy cái ruột xe hồi xưa, xe đạp các bạn. Người ta hay sử dụng cái dụng cụ chà để cho nó tróc phần cao su á, để cho nó nhám nhám lên á. Đó, đồng thời tẩy luôn những cái phần mà keo chết đó các bạn, cũ á, mình tẩy ra luôn để cho nó sạch và tạo cái độ nhám cho keo nó kết dính với cái phần đôi giày vải nó tốt hơn. Đó, các bạn, đây là cái cách
đó, mình chỉ thêm các bạn đó, kinh nghiệm mình được những người bạn chỉ lại đó, tức là chúng ta phải làm cho vừa sạch mà vừa tạo độ sười cho cái phần kết dính của giữa hai mặt đó các bạn. Đấy, mình cạo cho nó sười sười lên một tí ha, đó sười sười lên tí rồi sau đó phủi sạch lần nữa, sau đó dùng cái giấy nhám chà nhẹ lại lần nữa ha. Đấy, cơ bản là như vậy ha, sạch hai bề mặt. Đấy, chúng ta chuẩn bị hai cọng thun ha, rất là đơn giản, hai cọng dây thun đã sẵn sàng rồi ha. Và phần giấy nhám nó quá là mini các bạn, cái này là cái như là quà tặng thêm nên mình cũng dám lời hỏi, nhưng mà shop cho hai cọng dây thun rất là quý rồi, tại vì mình hai cọng dây thun này không biết mua ở đâu các bạn, nếu mình thích nhất là hai cọng dây thun mà shop cho ha. Đấy, mình chuẩn bị sẵn sàng nha, mình qua nhanh khúc này cho nó lẹ cho các bạn. Rồi, đấy cái phần mà khui cái nắp ra, như hồi nãy mình có mở cho các bạn xem rồi đó, cái đầu nó sẽ là một cái đầu kim, nó giống như gần như một cây kim đó các bạn. Nó gọn đến mức, nó nhỏ đến mức là khoảng 1 ly thôi, giống như vào đầu cái viết vậy đó, đầu cái viết bích vậy đó, nó vừa đủ để keo ra một chút thôi. Để chi các bạn? Để cho nó vào những cái khe nhỏ khi chúng ta cần bơm vào những cái chỗ nào mà hẹp đó các bạn ha. Đó, có nhiều bạn thắc mắc tại sao không cho đầu bự ra. Đầu bự ra thì tiện rồi nha các bạn, nhưng mà nó không có len lỏi vào những cái khe nhỏ của đầu giày được các bạn ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi đường viền, cái phần đường viền mà dễ tiếp giáp nhất đây nè, và nó dễ sức nhất, mình sẽ bơm trước ha. Những chỗ nào quan trọng mình sẽ đi trước. Ok. Rồi mình sẽ đi phần đế, phần đế hồ rè ha. Mình đi kỹ, đi keo kỹ, chúng ta đi keo càng nhiều á, thì càng tốt. Theo mình nghĩ thì một tip này á, trung bình nó là đi khoảng, nếu chúng ta dán dạng đế giày này khoảng chừng được hai đôi các bạn ha. Nếu các bạn dán kỹ thì chừng đôi được một đôi rưỡi thôi. Đấy. Còn nếu chúng ta dán mà dạng như dán khe nhỏ thì tốn rất là ít keo. Một tip này có thể sử dụng được 5-6 đôi giày các bạn. Tại vì đôi lúc chúng ta nó giày chúng ta chưa có tróc hẳn mà chỉ là có thể bị hở khe một chút xíu thôi, thì chúng ta sẽ bơm ít keo nó vào thì nó cứng liền các bạn. Rất là hay. Tại vì cái nó có đầu kim nhỏ nè, các bạn thấy không? Nó bơm vào rất là hay, vào những cái khe nhỏ rất là tiện lợi nha các bạn. Đấy. Chúng ta có thể đôi giày đi một thời gian trước sau cũng sẽ bị thôi các bạn. Thì xịn cỡ nào, giày chính hãng cỡ nào cũng bị ha. Và đôi này là đôi giày của chính hãng Nike nha các bạn. Nó vẫn bị nha các bạn. Dù là keo nó rất là tốt nhưng mà nó vẫn bị tróc. Chuyện đó là bình thường nha các bạn ha. Xài thời gian chừng khoảng nửa năm cho tới năm là nó hơi hở khe rồi. À, dạng như những đứa nhỏ nhỏ mà nó chơi thể thao mà nó đi nó lết nó chân á, nó đùa giỡn, nó chạy nhảy á, thì nó tỷ lệ tróc đế nó càng cao hơn các bạn. Và đồng thời khi ẩm về á, chúng ta không có sấy hoặc là không có dụng cụ để sấy cái phần bên trong đôi giày á, thì sẽ lúc keo nó sẽ càng dễ tróc hơn các bạn ha. Đó, mình đi keo rất là nhanh các bạn ha. Đi keo mình bóp mạnh thì ra nhiều thôi, nhưng mà cũng mình bóp vừa để giữ cái tỷ lệ keo nó lan tỏa đều cái phần đế giày. Và đến phần này thì mình cũng sẽ bơm keo nha các bạn. Bơm vào cái phần quan trọng trước nè, phần tiếp giáp này. Đấy, phần này dễ bị tróc ra. Đó. Thì mình đi một phần keo nhỏ thôi, tại vì theo mình nghĩ á, chúng ta nên sử dụng keo này á, không nên dùng một lần là có thể dán được đôi giày này, không nên. Tại vì đầu tiên là chúng ta phải cố định cái phần đế giày dính chắc cái đã, sau đó chúng ta phải gia cố vào những cái khe xung quanh đôi giày một lần nữa thì nó mới chắc. Các bạn thấy không, cái phần khe nè, sau khi xe dán xong nó sẽ có lòi cái khe này ra, và chúng ta sẽ dùng cái đầu của cái tiếp keo này bơm vào cái khe nhỏ đó thì nó sẽ càng cố định hơn. Đấy, nói tóm lại là chúng ta nên dán 2 hoặc 3 lần thì là chắc ăn nhất nha các bạn, chứ một lần là chưa nha. Một lần chỉ là một sau khi dán thì các bạn giữ cho nó khoảng 12 tiếng. 12 tiếng sau các bạn dán thêm một lần nữa, giữ tiếp 12 tiếng. Ok, là tiếp một lần cuối cùng nữa, các bạn kiếm những cái khe nào nó còn hở, khe nhỏ nhất cũng vậy, các bạn bích coi như là kín hẳn luôn á, thì tốn thêm 12 tiếng thì coi như là một đôi giày này chúng ta tốn khoảng chừng 1 ngày rưỡi để chúng ta có thể dán một cách hoàn thiện là chắc ăn nhất á. Nó không có sợ bị sút nữa nha các bạn. Đấy, mình đi keo cũng cẩn thận các bạn ha. Đi từ từ cũng hết đôi giày thôi. Đấy. Đi ngoài rìa xong đi phần đế nha các bạn. Phần đế, các bạn thấy nó ít keo vậy đó. Tưởng là nó không có nhiều, nó không hiệu quả, nhưng mà nó rất là hiệu quả nha các bạn. Tại vì trước khi quay video này mình đã thử một đôi rồi và nó rất là cứng nha các bạn. Mình làm rất là cứng, mình thấy nó cũng tốn lượng keo về thôi, không có nhiều đâu.
nhưng mà nó tỷ lệ bấm rất là chắc. Nó không như những loại keo như là keo con chó, tại vì cái con chó nó chuyên sử dụng cho cái ruột xe đạp nha các bạn, rồi giá ruột xe thôi, chứ nó không có chuyên cho dán giày. Giờ nó keo không có chuyên dụng dán giày nên nó không chắc bằng cái này. Rồi quay trở lại đôi giày nha các bạn, mình đã bôi keo của hai bề mặt rồi, ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ cho hai bề mặt nó tiếp giáp với nhau. Đấy, tiếp giáp với nhau. Đấy, rồi bây giờ chúng ta phải cố định phần mũi trước nha các bạn. Nhớ là phải đúng cái vị trí mũi của nó, thì cái lớp keo cũ nó tạo một cái lằn nhỏ. Chúng ta có thể dựa vào cái lằn, cái phần nám cũ để chúng ta hình dung được là cái vị trí đúng của nó ha. Và chúng ta phải thêm một ít keo ngay phần đầu nữa. Để chi? Để cho nó dính chặt hơn. Đó, dính chặt hơn. Đó, cái công đoạn này rất là quan trọng nha các bạn. Rồi, thêm một chút nữa nha. Đấy, và các bạn thấy là chúng ta đã cố định phần keo đầu rồi. Và đến phần dây thun các bạn thấy không? Quấn dây thun nó sẽ dễ dàng hơn. Và các bạn thấy keo nó vẫn bị hở nha các bạn. Sau khi là chúng ta quấn xong thì cái phần đầu này chúng ta có thể dùng cái đồ kẹp á. Các bạn có thể dùng kẹp giấy hay là kẹp gì nó tương đối chắc chắc một chút ha. Đã, để chúng ta kẹp cái phần mũi nó lại. Rồi, mình để nắp keo lại nha. Rồi, các bạn thấy không? Nó tương đối là tốt rồi đó ha, cứng chắc. Rồi, kiểm tra phần mũi nè, keo nó phần hở nè các bạn. Chúng ta dùng cái gì đó giống như là cái đồ kẹp đó các bạn, kẹp nó lại ha. Và cái phần đầu kẹp đã kẹp rồi bằng kẹp giấy nha các bạn. Mình làm sơ sài thôi, để cho các bạn với các em mà chuyên gia có thể, em học sinh có thể làm được, tự làm được nha các bạn. Đấy, mình có thể kẹp bằng dây kẹp, đồ kẹp giấy mà loại to một chút nha, để cái lực kẹp nó tốt. Còn đôi này thì nó chỉ là bị nửa đôi thôi các bạn. Mình cũng làm tương tự nên mình sẽ qua nhanh cái đoạn này ha. Cũng tương tự như đôi kia nhưng mà nó chỉ bị 50% thôi, nó không bị tróc hoàn toàn ha, nó không bị tróc hoàn toàn. Nhưng mà cái phần như kia mình cũng sẽ bơm cái phần keo vào cái khe nó nữa. Đầu tiên mình lo cái phần này trước đi các bạn, lo phần này trước xong rồi mình sẽ tiếp tục gia cố phần khe của cái phần đế luôn, để tránh trường hợp nó xúc phần đế nữa. Tại đôi giày sử dụng cũng khá lâu các bạn, cũng gần 2 năm rồi. Đấy, con trai mình xài thời gian nó bị tróc ra. Đó, tróc ra. Rồi bây giờ cũng hai lớp luôn, mình làm nhanh. Mình làm nhanh để các bạn không phải đợi lâu ha. Cũng thao tác như vậy thôi. Cũng thêm phần keo, bơm keo và chét hai mặt như vậy. Và đè nó lại thôi. Đấy, rất là tiện. Cái loại keo này rất là tiện nha các bạn. Mỗi gia đình chúng ta nên có mỗi người... mỗi gia đình nên có một mà ít nhất phải tiếp một tiếp keo. Tại vì những đôi giày chúng ta sử dụng thời gian á, thì có nhiều nhà tại vì họ không biết loại keo nào có thể chắc được nên họ sử dụng không đúng loại keo thì nó sẽ tróc ra y như mình hồi xưa đó các bạn. Đó, do đó chúng ta nên sử dụng loại keo này, mỗi nhà nên có một tiếp ha. Rồi sau khi đã 12 tiếng mình mở ra các bạn thấy không, mình sẽ cho các bạn thấy tại sao chúng ta nên tra keo 2 đến 3 lần là vậy nè. Đó, sau khi chúng ta tra thì nó vẫn còn hở cái khe này ở đây. Thì nhiệm vụ chúng ta kế tiếp đó là gì? Tức là phải tra vô cái phần khe nhỏ đó để cho nó chắc cái phần đế bám. Tại vì một lần đầu tiên nó không chắc nha các bạn. Phải thêm một lớp nữa, một lớp khe vô cái phần khe đó nữa. Và thấy dòng riền xung quanh đó, nó có một cái lớp hở nè đó. Một chút hở này là để chúng ta bơm thêm lần 2 đó các bạn. Và lần thứ 3 là bơm thật kỹ hơn nữa. Đấy, đó là lý do tại sao mình khuyên các bạn nên nên là dùng keo này đúng cách, tức là một lần, hai lần, đến ba lần. Đấy, cái khe này vẫn còn hở nè, bạn thấy không? Đó cũng là tạo điều kiện để chúng ta có thể bơm keo vào cái khe đó luôn. Và nó sẽ dính rất là chặt nha các bạn. Đảm bảo không bị tróc ra nữa nha. Đây cũng là kinh nghiệm mà dán keo đôi giày này, để cho các bạn phụ huynh á, hoặc là các em á, có thể tự thực hiện ở nhà. Mình chỉ thật là chi tiết tận tình cho các bạn. Do đó các bạn thấy hay thì nhớ nhấn đăng ký kênh, ủng hộ kênh mình nhé. Đấy, nó hở nữa các bạn không? Hở rất là rộng đây. Cái phần đế này tại vì mình tra keo cũng tương đối thôi. Mình sẽ đợi đến khi nào nó xong lần 1 thì mình mới tra keo kỹ khúc này nha các bạn. Hở rộng nè các bạn thấy không? Rộng, khá là rộng luôn. Phần đế này nó dễ bị tróc lắm. Chúng ta không thể nào mà bỏ cái bước thứ hai là tra keo phần viền nha các bạn. Rồi, đến cái phần là mình chuẩn bị tiếp keo tiếp đây. Đấy, đây tiếp keo sự sử dụng lần 2 đây các bạn. Rồi mình sẽ tra vào, mình chỉ các bạn cách tra vào nha. Đưa cái đầu nó vào những cái khe nhỏ này và bơm thôi, đơn giản ha, bơm vào đến khi nó đầy thôi.
chúng thấy nào mà mỏng hơi, nó hơi tràn tràn ra là ok. Đó, chúng ta cái coi cái khúc nào nó hở thì chúng ta bơm vào. Đấy, nó hở nè, đó nó hở một chút nè các bạn. Đấy, hở khúc nào thì chúng ta bơm khúc đó, chỗ nào nó không hở thì thôi. Đó, bơm chi uổng keo nha các bạn. Chỗ nào cần hở thì cần hở thì nó mới bơm thôi đó. Đó, khi mà đã đủ rồi không cần phải bơm keo vào nữa. Đấy, khoảng bơm sao cho nó đầy, nó hơi ẩm ẩm, nó hơi tràn nước ra tí xíu nha các bạn. Nhớ đừng để tràn nhiều quá xấu đôi giày nha các bạn. Đấy, đó các bạn thấy cái hở chỗ nào thì chúng ta bơm đó. Rồi sau khi bơm xong thì chúng ta tiếp tục dùng hai cọng thun thần kỳ các bạn ha. Hai cọng thun này kiếm ở ngoài khó kiếm nha các bạn. Các bạn nhớ sử dụng, nhớ là giữ hai cọng thun này lại nha. Đấy, giữ hai cọng thun này lại, nó giúp chúng ta được nhiều lắm đó. Đấy, nó cố định, chúng ta không cần phải dùng đặt cái vật nặng lên đôi giày ha. Chỉ cần hai cọng thun thôi là giúp chúng ta được cái công đoạn cố định cái phần giày rồi ha. Như vậy thì keo này rất là ổn định, sử dụng cho các loại giày thể thao, mình nghĩ là giày da luôn nha các bạn, tất cả các loại giày ha. Rồi mình rất là thích loại keo này và các bạn nên sử dụng loại keo này cho gia đình chúng ta. Các em học sinh có thể tự dán keo ở nhà, khi nó bị hơi hở các em có thể tra keo vào để cho chúng ta không cần phải thay đôi giày thường xuyên, làm tốn tiền của cha mẹ nha các bạn. Để các em có thể sử dụng cái loại keo này nha. Keo này thay thế được keo bình minh, keo con chó hay những keo dán sắt nha các bạn. Những keo đó kia thì nó không có chuyên dụng như keo này ha. Keo này rất là tuyệt vời. Rồi các bạn có thể lên trên shop Lazada, Shopee tìm với từ khóa là keo dán da giày hiệu Simo, hoặc là keo dán giày mà có chữ Trung Quốc cũng được. Đó, hai loại mình nghĩ là chung một hãng thôi, mà tại vì cái hãng Simo này họ nhập khẩu về họ đóng gói lại thôi các bạn. Đó, chúng ta muốn an tâm thì có thể đặt cái hiệu Simo này cũng được ha, keo dán giày hiệu Simo nha. Ok, xin chào tạm biệt các bạn, nhớ ủng hộ kênh mình bằng cách đăng ký kênh và comment, like và share cho mọi người nha.